Một ngành dịch vụ non trẻ mới phát triển ở Việt Nam khoảng hơn 20 năm. Song Logistics đã là tâm điểm chú ý khi có tốc độ tăng trưởng khá nhanh, từ 20 đến 25% mỗi năm. Và kỳ vọng đến năm 2025, dịch vụ Logistics đóng góp vào GDP đạt từ 8 đến 10%. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, chi phí Logistics của Việt Nam cũng luôn ở ngưỡng cao, tương đương 25% GDP. Là một ngành dịch vụ không thể thiếu trong sản xuất, lưu thông và phân phối trên toàn thế giới, đồng thời cũng là động lực thúc đẩy cảng biển, kinh tế phát triển hài hòa và bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của một quốc gia. Đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, Diễn đàn Logistics Việt Nam đã được Bộ Công Thương và Thời báo Kinh tế Việt Nam khởi xướng và duy trì, tổ chức thường niên từ năm 2013. Qua 6 lần tổ chức, Diễn đàn Logistics đã kiến tạo thành công một diễn đàn cấp quốc gia kết nối quốc tế, thể hiện mạnh mẽ tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp địa phương hoạt động trong lĩnh vực Logistics, thiết lập, củng cố và tăng cường mối liên kết giữa các bên liên quan, tổ chức định kỳ các đoàn tham quan, khảo sát tại nhiều quốc gia. Thủ tướng đã phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển Logistics đến năm 2025, xuất bản báo cáo Logistics Việt Nam thường niên. Diễn đàn Logistics Việt Nam 2019 lần thứ 7 sẽ diễn ra vào 2 ngày tại thành phố Đà Nẵng với chủ đề Logistics hỗ trợ gia tăng giá trị nông sản, gồm các hoạt động khảo sát thực địa, hai phiên chuyên đề, gala dinner giao lưu kết nối doanh nghiệp và phiên toàn thể Diễn đàn Logistics Việt Nam 2019. Diễn đàn Logistics Việt Nam 2019 sẽ mời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng Thế giới và Thời báo Kinh tế Việt Nam. Tham dự và tham gia đồng hành cùng diễn đàn là cơ hội để gặp gỡ, kết nối và gia tăng giá trị của tổ chức, doanh nghiệp.